Cập nhật địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Hà Nội Những ngày qua, mạng xã hội cùng một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin lan truyền sẽ có 5 địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Hà Nội. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Nhân dân Hà Nội khẳng định thông tin thành phố bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2024 là không chính xác. Hà Nội chỉ có kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đáng. Như vậy Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Dương Lịch 2024. Tuy nhiên, theo kế hoạch, trong đêm giao thừa Tết Dương Lịch, Hà Nội sẽ tổ chức các điểm cao đao, lễ hội đếm ngược chào đón năm mới tại khu vực quanh Hồ Hoàng Kiếm. Phố đi bộ Hồ Gương cũng mở cửa trong cả 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương Lịch, từ tối ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2024 để phục vụ người dân vui chơi. Ngoài ra, một số hoạt động du lịch, lễ hội khác cũng được thành phố lên kế hoạch tổ chức tại các quận, huyện. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1 tháng 1 năm 2024 với hai địa điểm bắn. Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn. Điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Chương trình cao đao, đếm ngược thời gian, đón chào năm mới 2024 sẽ diễn ra tối ngày 31 tháng 12 năm 2023, tại công viên tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Hải Phòng thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật Hải Phòng, chào năm mới 2024, thời lượng không quá 15 phút, bắt đầu lúc không hát ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại khu vực nhà hát thành phố Hải Phòng. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào dịp Tết Dương Lịch, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ nhân dân trong dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Lào Cai. Theo kế hoạch của tỉnh Lào Cai, Chương trình bắn pháo hoa do Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa tổ chức từ 0H đến 0H15 ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại khu vực Sơn Quần, phường Sapa. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 120 năm Sapa và chào đón năm mới 2023 của Hiệp hội Du lịch Sapa và thị xã Sapa. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Nghệ An Theo kế hoạch của tỉnh Nghệ An, chương trình cao đao, chào năm mới 2024 mang tên Hào khí sông Lam, diễn ra từ 21 giờ 15 phút đến 24h ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh. Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp kéo dài 15 phút bắt đầu lúc không hát ngày 1 tháng 1 năm 2024. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Hà Tĩnh. Hà Tĩnh có chương trình chào đón năm mới 2024 của tỉnh với chủ đề Hà Tĩnh chào năm mới 2024, diễn ra tại quảng trường Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh, từ 21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến 0h30 ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào năm mới kéo dài 15 phút, bao gồm bắn pháo hoa tầm thấp và bắn pháo hoa tầm cao địa điểm bắn pháo hoa Tết dương lịch 2024 tại Quảng Bình. Quảng Bình sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa duy nhất chào đón năm mới 2024 vào đêm ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại dự án Regal Lê Dần của chủ đầu tư Rigo Group, đường Võ Nguyên Giáp, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Chương trình bắn pháo hoa nằm trong khuôn khổ đêm đại nhạc hội quốc tế và cao đao chào năm mới. Sân khấu chính được đặt tại công viên Angel Park, công viên lớn nhất tại khu đô thị 21 hecta và sẽ mở cổng tự do cho tất cả du khách. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Bình Dương Trong dịp Tết Dương lịch 2024, Bình Dương sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào lúc 20 giờ đến 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch 2024 và kỷ niệm 27 năm ngày thành lập tỉnh Bình Dương được diễn ra từ lúc lúc 22 giờ đến 22 giờ 15 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2023. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Khánh Hòa. Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã công bố chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đa dạng và hấp dẫn nhằm đón chào năm mới 2024. Điểm đáng chú ý, tại Vinpearl Nha Trang sẽ diễn ra chương trình Welcome 2024, chương trình hoạt náo New Itata từ 20h30, 23h30 tối ngày 31 tháng 12 năm 2023, địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Lâm Đồng. Tối ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại khu vực Đèo Pren, phường 3, thành phố Đà Lạt, người dân và du khách tại thành phố Đà Lạt sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa. Theo ghi nhận, đại diện ban tổ chức cho biết, hoạt động bắn pháo hoa hấp dẫn này sẽ diễn ra trong 15 phút với 150 dàn bắn. Sự kiện này nhằm chào đón năm mới 2024 và kỷ niệm 130 năm thành lập thành phố Đà Lạt. Cũng trong đêm ngày 31 tháng 12, người dân và du khách còn được tham dự một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam, chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, Miss Cosmo Việt Nam. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Cần Thơ Đêm ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại Sân Vận Động Cần Thơ, quận Ninh Kiều, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật và thời trang chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ, trực thuộc Trung ương. Tại chương trình này sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng năm mới 2024. Sự kiện được diễn ra từ 19, 22 giờ người dân vào cổng sân vận động Cần Thơ tự do để tham dự sự kiện. Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Tây Ninh Mừng đón năm mới 2024, du khách và người dân tại tỉnh Tây Ninh sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút cùng chương trình nghệ thuật độc đáo. Thời gian diễn ra từ 19h30 ngày 31 tháng 12 năm 2023 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường ga đi cáp treo khu du lịch xung quốc ba gian Mao tầng núi bà đen xã thạnh tân thành phố tây ninh địa điểm bắn pháo bông tại các hấu thèo mấu theo rải rác khắp cả nước tôi thì hôm đó nhậu hơi nhiều nên ở nhà bắn người ta bắn lên trời tôi bắn xuống hầm đất bẹt bẹt xong